Xin chào các bạn, tôi là Tomato Hường. Trong các video trước thì Hường đã chia sẻ về cách tạo tài khoản Clickbank, cách tạo thu nhập thụ động với Clickbank, cách gửi thư tự động, cách đăng ký hosting, cách tạo website, vân vân, có rất là nhiều chủ đề liên quan tới affiliate marketing. Thì trong video này Hường chia sẻ một phần rất là quan trọng, đó là xây dựng phễu trong affiliate marketing. Thì việc xây dựng phễu, hệ thống hóa cái trên traffic của mình cũng như là hệ thống hóa cái lượng traffic của mình thì sẽ giúp cho mình tự do về thời gian. Chúng ta có thể vận tạo ra doanh số ngay cả khi chúng ta đang đi du lịch và ngay cả khi ngủ. Thì quan trọng là chúng ta phải hệ thống hóa. Thì xây dựng phễu giúp cho chúng ta bán lại được rất là nhiều cho khách hàng cũ. Ví dụ chúng ta xây dựng được xong một cái hệ thống và chăm sóc khách hàng thường xuyên thì chúng ta có thể bán được nhiều sản phẩm cho một khách hàng. Và ngoài ra chúng ta còn có thể bán được những sản phẩm giá cao. Ví dụ như các bạn tiếp cận với khách hàng lần đầu tiên, các bạn gửi email chăm sóc họ thì họ cảm thấy là một người lạ, đúng không nào? Khi mà chúng ta chăm sóc họ thường xuyên, giao tiếp họ thường xuyên bằng hệ thống email marketing, họ sẽ thấy chúng ta là người quen và chúng ta sẽ chuyển từ khách hàng lạnh sang khách hàng ấm. Nếu họ mua hàng rồi thì chuyển sang khách hàng nóng. Thì chúng ta có thể là chăm sóc họ thường xuyên để họ ra quyết định mua hàng tốt hơn so với việc mà chúng ta chỉ tiếp xúc với họ lần đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta có thể bán được các sản phẩm giá cao. Ví dụ như lần đầu tiên họ mua sản phẩm của mình, hoa hồng nó chỉ còn khoảng tầm $40 thôi, thì những cái lần sau chúng ta chăm sóc họ, chúng ta có thể giới thiệu những cái sản phẩm giá cao hơn, vài trăm đô cho đến vài nghìn đô. Thì khi mà họ đã trả tiền cho chúng ta rồi thì chúng ta có thể là hoặc bán các sản phẩm giá cao hơn, họ khả năng mua hàng, tỷ lệ mua hàng họ sẽ cao hơn so với việc chúng ta chỉ bán gặp lần đầu tiên, quảng bá lần đầu tiên thì chúng ta rất là khó và hầu như không thể bán được cái sản phẩm lên đến vài nghìn đô. Đấy là quan trọng của phễu. Thì khi mà chúng ta xây dựng phễu thành công và chúng ta thu được một cái lượng email khách hàng rồi thì đó gọi là tài sản của mình, và chúng ta chăm sóc họ thường xuyên và chúng ta sẽ tạo ra được một cái danh sách mà chúng ta có thể bán thêm những sản phẩm khác. Rồi bây giờ hãy quay lại với màn hình laptop, Hường sẽ bắt đầu chia sẻ cụ thể xây dựng phễu trong affiliate marketing là gì nha. Trong bài chia sẻ này, Hường sẽ chia sẻ về xây dựng phễu trong affiliate marketing. Trước khi nói về xây dựng phễu như thế nào trong affiliate marketing thì Hường chia sẻ thêm một chút về cái ngách. Thì khi mà chúng ta làm affiliate marketing thì chúng ta nên chọn cho mình một cái ngách để chúng ta bắt đầu, không nên bắt đầu lan man. Thì Hường thường chia sẻ về Clickbank. Bây giờ Hường sẽ lấy ví dụ về một ngách ở trong Clickbank để bắt đầu chia sẻ về việc xây dựng phễu trong affiliate marketing nha. Đây, ngách. Chúng ta bắt đầu với ngách nha. Bây giờ Hường sẽ bắt đầu màn hình về Clickbank. Ví dụ các bạn lên clickbank.com, quay lại một cái quy trình một chút để chúng ta dễ hình dung. Ở đây là Clickbank, là một cái mạng mà chúng ta có thể lên đây lấy sản phẩm để quảng bá. Chúng ta sẽ quảng bá, bán được hàng thì nhận hoa hồng, còn bán không được thì thôi, không có vấn đề gì xảy ra hết. Thì bây giờ các bạn vào một affiliate marketplace. Đấy, trong đây là có rất là nhiều sản phẩm để chúng ta lựa chọn. Ở đây là những cái ngách này, ngách giải trí, ngách về business, ngách về nấu ăn, ngách về giáo dục, ngách về home and garden, ngách về sức khỏe, ngách về self-help, vân vân, có rất là nhiều ngách. Thì bây giờ Hường giả sử Hường lấy một cái ngách để Hường ví dụ trong cái phễu nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào ngách về health and fitness. Tại health and fitness thì ở trong cái mục này nó có rất là nhiều ngách con nữa, về giảm cân, về exercise, về sức khỏe nam giới, tinh thần, rồi remedy, rồi sức khỏe về nữ giới, vân vân. Bây giờ Hường lấy ngách về nữ giới thử xem nào nha. Chúng ta bấm vào Women's Health. Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm. Như các bài chia sẻ trước thì Hường đã chia sẻ là nếu như mà các bạn bán bất kỳ một sản phẩm nào ở đây, ví dụ các bạn bán sản phẩm về Yes Infection này, thì các bạn có hoa hồng, mức hoa hồng khởi điểm là $30. Đấy. Có thể hai số này hơi giống nhau chút. Tức là cái số tiền các bạn kiếm được khi mà các bạn bán được một sale là các bạn được $30 và chiếm 75% doanh số, chiếm 70% cái giá bán của sản phẩm này. Thì chúng ta sẽ lấy link như thế nào? Lấy link, hướng dẫn lấy link chút xíu nhanh. Thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nút promote, điền cái ID của mình vô. Sau đó chúng ta bấm vào
cái điền cái này ID thì thôi, từ từ học sau. Bây giờ các bạn chỉ cần điền cái ID của mình vô. Và còn cái tracking ID á, thì mình sẽ khi nào mình có nhiều kênh traffic thì mình hãy điền vô. Ví dụ như Bing thì các bạn điền Bing, Clickbank từ Google thì điền Google, YouTube thì điền YouTube, Pinterest thì điền Pinterest, để chúng ta phân biệt, để khi mà có sale ấy thì mình sẽ biết được cái sale đấy nó đến từ đâu, đơn hàng đó đến từ đâu, để chúng ta tập trung tốt hơn nữa mà. Bây giờ chúng ta điền cái này optional, có nghĩa là chúng ta có thể điền hoặc không. Thì các bạn điền cái Clickbank ID vô, cái này là tạo tài khoản sẽ có. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì quay lại video hướng dẫn tạo tài khoản Clickbank của Hường nha. Còn bây giờ chúng ta điền cái ID vô, chúng ta bấm vào Generate Top Link. Bấm vào đây thì chúng ta copy cái link này, chúng ta đi quảng bá đúng không nào. Việc của mình đó là làm sao để khách hàng click vào cái link này, họ mua hàng. Họ click vào cái link này này, mình test từ cái link này với copy đó, họ click vào cái link này họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được, phải không? Đúng không? Thế thì làm sao để họ biết được họ click vào cái link này? Và cái trang nhà cung cấp làm sẵn cho mình, không cần phải làm gì cả. Họ khách hàng họ vô đây, họ xem cái video, họ xem nội dung trên đây. Nếu họ thấy thích thì họ mua. Đấy, mua thì chúng ta hoa hồng, có hoa hồng. Rồi quay lại nè, quay lại cái giao diện này. Vậy thì có bao nhiêu sản phẩm để chúng ta có thể chọn trong cái ngách này? Hường vừa chọn ngách về Women's Health, sức khỏe của phụ nữ đó. Thì chúng ta lần lượt xem nè, chúng ta có thể xem là Yoga Burn, là về cái bán những cái đĩa yoga ấy. Cái này nó bán những cái đĩa yoga để phụ nữ tập ở nhà. Và ở dưới là Yes Infection. Yes Infection có nghĩa là trị một cái nấm nha, phụ nữ, cái bệnh candida cho phụ nữ đấy. Phụ nữ thường hay bệnh ở vùng, nói chung là hơi nhạy cảm chút, nhưng mà khá là bệnh của phụ nữ. Còn dưới này là về giảm cân, không cần tập gym. Rồi vâng, có rất là nhiều sản phẩm ở dưới đây các bạn có thể xem qua. Ví dụ Natural Rest Enlargement, có nghĩa là tăng kích thước vòng 1 cho phụ nữ một cách tự nhiên đấy. Nó bán những sản phẩm như thế. Và toàn bộ những cái này đều là ebook, đều là phương pháp chúng ta có thể sử dụng tại nhà, chứ không phải là sản phẩm vật lý ha. Thì chúng ta có thể xem một số sản phẩm khác. Cái này cũng Yes Infection này là một sản phẩm khác, cũng điều trị bệnh nấm cho phụ nữ luôn. Ấy rồi có rất là nhiều. Chúng ta có thể là xem những sản phẩm này, hoặc là chúng ta click vào xem những sản phẩm phía bên này. Đấy, có rất là nhiều ha. Chúng ta xem tự nó là cái gì. Like vô rồi, nếu mà không hiểu tiếng Anh thì chúng ta bấm Google Translate, chúng ta dịch ra và hiểu. Thực ra thì cũng không cần phải giỏi tiếng Anh lắm, chúng ta chỉ cần hiểu và biết chọn từ khóa, chọn cách quảng bá là được. Đấy, có rất là nhiều sản phẩm các bạn có thể thấy ngách, dành cho ngách phụ nữ, sức khỏe phụ nữ. Đấy, thì bây giờ Hường sẽ quay lại cái giao diện đầu tiên. Thì bây giờ, ví dụ Hường chọn cái ngách Health and Fitness. Rồi, bây giờ làm thế nào để xây dựng cho nó một cái phễu, xây dựng phễu cho cái ngách này. Đấy, thì bây giờ phễu, thì bây giờ Hường sẽ mô tả cho các bạn phễu trong affiliate marketing. Thì chúng ta có thể sử dụng email marketing để chúng ta tạo một cái phễu. Đấy, thì chúng ta chọn một ngách, rồi chúng ta sẽ xây phễu như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thu email khách hàng. Bằng cách nào đó các bạn thu tên và email khách hàng vào cái hệ thống gửi thư tự động của mình. Chúng ta thu tên hoặc không, chúng ta sẽ thu email thôi cũng được, mà quan trọng nhất là email. Làm thế nào để khách hàng điền tên và email vô vào hệ thống gửi thư tự động của mình? Mình sẽ có một cái hệ thống gửi thư tự động gọi là autoresponder. Nếu các bạn có thể đăng ký là GetResponse hoặc là Squareberry hoặc là Infusionsoft vân vân, có rất là nhiều hệ thống Mailchimp vân vân, thì các bạn tùy. Nhưng mà bây giờ Hường sẽ mô tả phễu. Thì các bạn làm nào đó để làm thế nào thì Hường sẽ nói sau ha. Bây giờ các bạn thu tên và email khách hàng, sau đó chúng ta vào hệ thống gửi thư tự động, chúng ta cài đặt tự động. Ví dụ ngày thứ nhất khách hàng điền email vào thì chúng ta giới thiệu cái sản phẩm là tập yoga để giảm cân. Đây, sản phẩm tập yoga giảm cân cho bụng nhỏ. Đấy, hồi nãy các bạn có xem nhớ là cái sản phẩm là cái ngách health, Women's Health có cái sản phẩm yoga DVD không? Những cái đĩa tập yoga tại nhà đấy. Thì ngày đầu tiên chúng ta có thể là giới thiệu cho họ là: xin chào,
nếu bạn đang quan tâm đến giảm cân. Và các phương pháp giảm cân tại nhà thì yoga là một phương pháp mà chúng ta nên cần, rất cần thiết cho phụ nữ. Và việc tập yoga tại nhà nó giúp cho bạn có nhiều lợi ích, đỡ tốn thời gian và tập thực hành chuyên nghiệp với bộ yoga DVD, vân vân. Chúng ta nói theo một cách rất là thân thiện với khách hàng vào ngày đầu tiên đấy. Nếu mà ngày đầu tiên họ click vô, họ đọc, họ mua thì chúng ta có hồng rồi. Còn nếu mà họ không mua thì tiếp tục chúng ta vài ngày nữa chúng ta lại gửi một cái email khác. Chúng ta cũng không nên là gửi sát ngày 1, ngày 2 gửi liền đâu. Khoảng 3 ngày, tức là 2 ngày sau chúng ta gửi một cái email nữa. Chúng ta hỏi thăm là chúng ta đang thu cái list khách hàng quan tâm tới sức khỏe phụ nữ mà. Thế là chúng ta lại hỏi thăm là cái việc bạn, cái việc giảm cân của bạn thế nào rồi chẳng hạn. Rồi chúng ta lại nhắc lại. Nếu nhắc lại là nếu mà bạn chưa thử cái phương pháp yoga thì nên thử, bởi vì rất là nhiều phụ nữ đã thử và thành công, họ có sức khỏe tuyệt vời và vóc dáng thon thả chỉ trong vòng 3 tháng chẳng hạn. Thì chúng ta nói về cái sản phẩm đấy một cách rất là thân thiện với khách hàng. Xong rồi chúng ta cũng cài đặt tiếp ngày thứ 7. Tức là toàn bộ những cái hệ thống này chúng ta cài tự động luôn. Thì ngày 7 chúng ta sẽ gửi là nếu như mà giảm cơ yoga giúp cho bạn có một sức khỏe tốt, giảm cân tốt, thì ăn kiêng cũng là một cách để giữ gìn vóc dáng và nó hỗ trợ cho việc tập yoga chẳng hạn. Thì dưới đây là một cái phương pháp giảm cân hiệu quả bằng ăn kiêng. Thì các bạn có thể quảng bá cái sản phẩm là Two Weeks Diet, là sản phẩm ăn kiêng đấy. Chắc là bạn cũng nghe qua đúng không? Sản phẩm để bán rất là chạy. Thì mình sẽ có thể giới thiệu cho họ cái sản phẩm ăn kiêng. Rồi đó là ngày thứ 7. Tiếp tục chúng ta lại gửi tiếp ngày 10, ngày 8, ngày 9 thì mình thôi mình bỏ qua, mình không gửi. Ngày 10 mình gửi tiếp, mình kể những trường hợp giảm cân thành công trong 2 tuần. Có thể là ngày đầu tiên họ đọc email của mình họ cảm thấy hơi lạ, nhưng mà khoảng cỡ email thứ 3, thứ 4 rồi họ cảm thấy quen và chúng ta trở thành khách hàng ấm của họ. Thì họ mua hàng của mình thì trở thành khách hàng nóng. Thì các bạn có thể là nhắc lại, hoặc là mình đưa ra một những câu chuyện thành công, những cái testimonial để khách hàng họ tin tưởng hơn, họ quen thuộc hơn, họ cảm thấy lần đầu tiên có thể chưa quen nhưng mà nhắc lại nhiều lần thì họ quen và họ có thể mua sản phẩm của mình. Rồi xong, chúng ta quảng bá có thể một hoặc hai email nói về sản phẩm giảm cân, sau đó thì mình mình tiếp thị sản phẩm khác, có thể là họ hết quan tâm giảm cân thì họ mình chúng ta sẽ giới thiệu tiếp cái khác là phương pháp tăng kích thước vòng 1 chẳng hạn. Chúng ta nói về phương pháp tăng kích thước vòng 1. Rồi email tiếp theo thì chúng ta lại nói là những cái lời khuyên về việc tăng kích thước vòng 1 an toàn cho phụ nữ, khuyến nghị sản phẩm, vân vân. Thì nãy các bạn có thấy sản phẩm Press Enlargement không? Đấy. Thì cũng các bạn cũng cài đặt vô email của mình thôi và chúng ta hyperlink. Thì chúng ta chèn cái link affiliate của mình ở trong cái email đó. Nếu mà họ mua thì họ click vào cái link ngay chỗ cái nút mà các bạn viết email đấy, click vào cái link đó mua hàng thì chúng ta sẽ có hồng rồi. Những cái toàn bộ hệ thống này là chúng ta cài đặt một cách hoàn toàn tự động. Chúng ta chỉ cài một lần thôi. Bây giờ các bạn gửi xong ngày 17 rồi, các bạn có thể gửi tiếp vào ngày 20, ngày 22, ngày 27, vân vân vân. Chúng ta có thể gửi 100, 1000 ngày. Và chúng ta chỉ cài đặt một lần duy nhất. Tất cả những khách hàng vào hệ thống của mình thì họ đều trải qua ngày 1, ngày 3, ngày 7, ngày 12, vân vân. Thì chúng ta chỉ cài đặt một lần và toàn bộ khách hàng họ vô sau, vô trước gì họ cũng đều lần lượt đọc những lá thư đó của chúng ta. Và sản phẩm thì rất đơn giản, chúng ta cũng không cần phải giao hàng, không cần phải chăm sóc khách hàng gì cả. Việc của chúng ta là lên Clickbank. Và chúng ta lên Clickbank và chúng ta sẽ lái link affiliate như hồi nãy Hường lái đó, chúng ta chèn vào cái mail của mình. Nếu khách hàng họ mua thì chúng ta sẽ có hoa hồng trên Clickbank. Còn nếu họ không mua thì thôi, đâu sao đâu, vì trong cái email đó, khi mà họ đã điền email cho mình thì cái email đó mình sở hữu, email của khách hàng đó mình sẽ sở hữu, do đó thì chúng ta không phải tốn tiền quảng cáo. Rồi, thế bây giờ chúng ta thu email bằng những nguồn nào? Thì khi mà chúng ta sign xong á, cách thức sign như thế nào, tức là chúng ta làm một cái landing page thu email khách hàng như thế nào và tạo hệ thống thư như thế nào, viết thư như thế nào, từng bước theo hướng dẫn. Thì nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể là tham gia vào chương trình cái lớp học Clickbank chuyên sâu, affiliate với Clickbank chuyên sâu
của Hường, nó tên gọi là 90 Day Shop. Các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham gia khóa học này. Hường hướng dẫn từng bước từng bước. À, làm thế nào để tạo một cái landing page hiệu quả, làm thế nào để thu email khách hàng, viết thư như thế nào, tất cả đều có kỹ thuật viết thư và chúng ta không cần phải giỏi tiếng Anh đâu. Đấy là trong cái chương trình step by step. Đấy, nó sẽ thường sẽ quay màn hình và chia sẻ từng bước cài đặt như thế nào, thiết lập như thế nào, toàn bộ từ A đến Z. Thấy Hường sẽ hướng dẫn rất là chi tiết ở trong đấy. Còn bây giờ Hường sẽ tiếp tục với cái chủ đề là thu email khách hàng bằng những cái nguồn nào. Thì chúng ta có những cái nguồn sau, gọi là kênh traffic đó các bạn. Kênh traffic nào? Thì bây giờ các bạn hãy tập quen với từ kênh traffic, nó sẽ chuyên nghiệp hơn chút. Đó là kênh traffic. Thì bây giờ chúng ta thu tên và email bằng cách nào? Thì sẽ thứ nhất là Facebook. Facebook chúng ta có thể thu bằng fanpage về Facebook, Facebook cá nhân, cái tài khoản Facebook cá nhân của mình, bằng fanpage vân vân. Và ngoài ra thì chúng ta còn có Bing. Bing. Chúng ta có thể là quảng cáo trên Bing, SEO trên Bing vân vân. Ngoài ra chúng ta còn có là YouTube. Đấy, YouTube là một kênh tạo ra siêu lợi nhuận trên Clickbank. Rồi tiếp tục chúng ta có thể là cái hệ thống này chúng ta có thể đặt, ví dụ như các bạn tạo một cái landing page để yêu cầu khách hàng điền email vô, tặng cho họ một cái phần quà như cuốn ebook hay là một cái vài cái mẹo gì đó, và chúng ta đưa nó lên cái kênh YouTube của mình, đưa lên Bing hoặc lên Facebook hoặc lên là Pinterest hoặc đưa lên là Google hoặc là blog vân vân, có rất là nhiều cái kênh traffic. Thì bây giờ Hường lấy ví dụ nó như thế nào, thì ví dụ Hường lấy với Bing đi. Hường lấy ví dụ với Bing thì tất cả những cái này thì chúng ta đều khách hàng điền đều. Mục đích của mình là làm sao cho khách hàng điền tên và email vô. Cái hệ thống như thế này, họ điền tên và email vô thì họ lại lần lượt đọc những cái lá thư mà hồi nãy mình viết đấy. Đọc những lá thư đó và họ sẽ có khả năng là cái tỷ lệ mua hàng tùy vào sản phẩm. Nhưng mà chúng ta sẽ quảng bá những sản phẩm khác nhau. Nếu họ không mua sản phẩm này thì họ mua sản phẩm khác. Nếu chúng ta làm một chuỗi cái email cài đặt một lần cho nó. Bây giờ thử với Bing nhập. Làm thế nào để kéo traffic về cái kênh này? Chúng ta dùng Bing để kéo khách hàng click vào cái landing page này, họ điền email và tên và email vô, hệ thống thư của mình và phễu của mình ha. Đây là Hường nói về hệ thống email cơ bản thôi. Ngoài ra đối với cái việc kinh doanh trên internet thì ngoài ra chúng ta còn phải một số trường hợp chúng ta phải cân nhắc đối với những cái sản phẩm tiếp thị giá cao. Đây là Hường nói về những sản phẩm giá bình thường thôi. Mỹ phẩm trên Clickbank bình thường thôi. Ngoài ra chúng ta có những cái phương pháp, chúng ta có kỹ thuật viết email để chúng ta có những cái hoa hồng cao hơn đối với những cái sản phẩm giá cao, hoa hồng cao cho mình. Thì cái đó là những cái phần Hường sẽ chia sẻ khác thôi. Còn cái này là những sản phẩm giá thấp, khoảng mình hoa hồng khoảng vài chục đô thôi, 30-40 đô, 50 đô thôi. Bây giờ Hường sẽ lấy ví dụ với Bing, làm sao thế nào để kéo traffic về cái landing page này để thu tên và email khách hàng ha. Đấy. Rồi Bing S thì nó, Bing là một cái kênh của Microsoft, của Bill Gates ấy. Thì ở Việt Nam mình ấy, thì thường thường chúng ta tìm kiếm cái gì, chúng ta lên là google.com để chúng ta tìm kiếm đúng không? Thì ở bên những cái nước Thái quân, nước Thái quân như là Mỹ, Anh, the US, the UK, Canada, Australia viết nhầm rồi. Australia, New Zealand thì họ thường dùng Bing. Họ lên bing.com. Hường sẽ lên bing.com, Hường nói nha. Bing.com. Họ lên bing.com, họ sẽ search thay vì lên Google. Đa số ở bên đó họ sử dụng Bing rất là thông dụng. Thì bây giờ Hường sẽ ví dụ như các bạn lên Google, các bạn tìm kiếm một cái gì đó thì các bạn search, ví dụ như Hường nói là Hường lên Google, thì có phải là khi mà chúng ta search là mua Samsung Note 9 đi, thì nếu các bạn search là Samsung Note 9 thì có phải là ở đây nó sẽ có những cái ads không, có những cái ads như thế này, tức là đây là các chạy quảng cáo. Thì chúng ta xem thử cái mục nào hay thì chúng ta click vô. Nếu mà chúng ta thích cái hãng chỗ đó thì chúng ta mua hàng đúng không? Có chữ S tức là có nhà quảng cáo nào đã đặt cái quảng cáo ở đây.
Đấy. Thì bây giờ ở bên Mỹ, Úc, Canada, New Zealand vân vân thì họ lại lên pin. Họ search ví dụ như là iPhone X. Nếu như mà search iPhone X chẳng hạn thì họ cũng sẽ thấy những cái AD là chiếc S nè, pin nó cũng sẽ quảng cáo y chang Google vậy đấy. Thì chúng ta đây, S đây. Thì nếu mà chúng ta click vào đây thì chúng ta là những người tiêu dùng thì chúng ta sẽ search như thế. Chúng ta sẽ tìm kiếm sản phẩm và nếu ok thì chúng ta sẽ nhấp vô và chúng ta sẽ mua hàng đúng không? Thì bây giờ chúng ta thay vì trường hợp là chúng ta tìm kiếm sản phẩm, chúng ta có nhu cầu thì chúng ta là những nhà quảng cáo, là chúng ta những người là những người đặt cái ads này, chúng ta là những người đặt cái quảng cáo nằm ở đây. Thì bình thường á thì chúng ta sẽ đặt, chúng ta sẽ target, chúng ta sẽ nhắm mục tiêu á lúc mà chúng ta thiết lập chiến dịch quảng cáo trên Bing. Toàn bộ nó có kỹ thuật hết, yên tâm cái này không khó đâu. Các bạn chỉ cần là đặt cái mục tiêu tại Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Australia, United Kingdom thì các bạn target, các bạn đặt mục tiêu tại đấy thì tất cả những cái người, những người dân mà họ có nhu cầu ở bên Mỹ, Úc, Canada, New Zealand vân vân thì lúc mà họ lên Bing họ search như thế này nè. Họ search như này, ví dụ yoga DVD hồi nãy Hương bán cái yoga burn đúng không? Yoga burn. Thì họ search như thế này thì nó sẽ ra cái S giống vậy. Đấy. Nếu mình đặt cái S này ở tại cái nước mà mình đặt tại Mỹ, Úc, Canada, New Zealand thì chỉ những nước đó họ mới thấy thôi. Còn ở mình thì mình search nó không có thấy. Nhưng mà đây là có một số người họ đặt target tại Việt Nam luôn. Thì mình mới thấy. Thì khi mà họ search ra, thấy quảng cáo của mình đặt thì họ click vô. Thì nếu mà họ mua thì chúng ta nhận hoa hồng. Đương nhiên là họ click vô đấy, gọi là pay per click. Thì họ click vô thì chúng ta sẽ trả chi phí quảng cáo. Vậy điều quan trọng là làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa được chi phí, làm thế nào để cái chi phí của chúng ta cho quảng cáo nó thấp hơn cái chi phí cho, tức là thấp hơn cái mức hoa hồng mà chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ có lời. Như vậy việc của mình á là chỉ cài đặt ở trên Bing thôi, gọi là Bing Ads. Chúng ta lên Bing, chúng ta cài đặt chiến dịch trên đấy và tối ưu hóa nó làm thế nào để cái mức chi phí của chúng ta thấp hơn cái mức lợi nhuận thì chúng ta sẽ có hồng. Và đây là một kênh traffic thường lấy ví dụ thôi, lấy ví dụ là Bing, nhưng mà lấy vào Bing đấy. Còn nhiều kênh khác nữa, tuy nhiên là nếu mà các bạn làm một kênh này riêng, kênh này chuyên nghiệp không á, thì chúng ta chỉ cần cài đặt và chúng ta khi mà cái hệ thống đã đi vào ổn định rồi thì chúng ta sẽ nhận cái hoa hồng, giống như kiểu là chúng ta sẽ bán được hàng và nhận hoa hồng và không cần phải làm gì cả. Chỉ có bên Microsoft, bên Bing nó sẽ liên tục, nó sẽ quảng cáo cho mình. Mình nó cứ đặt quảng cáo nhưng nó để quảng cáo ở đây cho mình. Và những người tiêu dùng ở bên Mỹ, Úc, Canada, New Zealand họ có nhu cầu thì họ click vô, họ mua hàng thì tự động hệ thống Clickbank của mình nó sẽ cập nhật hoa hồng cho mình. Và chúng nó cũng tự động chuyển tiền về Payoneer cho mình. Và chúng ta chuyển tiền, việc của chúng ta chỉ cần chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của mình mà thôi. Và chúng ta cũng sẽ đóng cái chi phí quảng cáo. Và lưu ý là phải tối ưu hóa làm thế nào để sản phẩm mình bán thì có cái chi phí nó thấp hơn cái mức lợi nhuận hoa hồng của mình trên Clickbank là ok. Đúng không? Các bạn có hình dung ok chưa? Nếu như bạn chưa chưa hình dung được thì các bạn có thể là liên hệ với Hường, nhắn tin với Hường qua Facebook tomatohường.com. tomatohường.com. Website thì là tomatohường.com hoặc là Facebook thì tomatohường185. Để các bạn Hường sẽ giúp các bạn giải quyết một số cái pháp, ví dụ Facebook nè, tomatohường.com và website là tomatohường.com và Facebook là facebook.com sẽ tomatohường185 ha. Đấy, thì tất cả những cái thắc mắc thì hãy nhắn cho Hường. Và lưu ý là nếu như mà các bạn muốn Hường chia sẻ kỹ hơn hoặc các bạn muốn học affiliate marketing chuyên nghiệp, làm thế nào để tạo thu nhập thụ động trên Clickbank một cách chuyên nghiệp thì có thể đăng ký vào cái chương trình affiliate với Clickbank chuyên sâu của Hường. Hường chia sẻ rất là chi tiết từng bước làm thế nào để thiết lập chiến dịch, làm thế nào để tạo traffic từ Bing, từ free traffic, từ Facebook, từ YouTube vân vân. Thì rất là kỹ ở trong khóa học 90 days of, học 3 tháng đấy. Nếu mà quan tâm thì các bạn hãy vào tomatohường.com
hoặc là click vào cái link ở bên dưới để tham khảo ha. Và đừng quên nhấn subscribe nếu các bạn quan tâm tới affiliate marketing Clickbank, hãy quan tâm tới phong cách sống, xách laptop lên và đi, tức là làm việc chỉ với một chiếc laptop thôi. Và nhớ là chúng ta click vào cái chuông để mà khi mà chúng Hường chia sẻ những cái video mới nhất, những cái chiến lược mới nhất cũng như những kỹ thuật mới nhất thì các bạn có thể nhận được ngay cái video đó ha. Nhớ like, subscribe. Vậy thôi, cái video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào nha. Subscribe now.